hay đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị đang thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi tối ngày hôm nay, em đang có mặt tại trục đường huyết mạch Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp để gửi khách hàng mình một căn nhà trong con hẻm, khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ gồm 30 căn. Đó, trục đường ngoài này thì dân cư đông đúc, xe cộ lưu thông rất là tấp nập luôn, tập trung nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế cho đến shop thời trang. Và nhà mình tọa lạc trong con hẻm, cách mặt tiền đường chỉ khoảng 50 mét di chuyển nè cả nhà. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, có ban công sân thượng bên trên, mẫu kiến trúc hiện đại nè cả nhà. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công bên ngoài, bộ ba siêu phẩm nhà phố, căn thứ nhất, căn thứ hai. Mỗi căn là thiết kế 4 phòng ngủ, còn căn thứ 3 là 3 phòng ngủ. Vào đây thì đa dạng cho quý khách hàng mình lựa chọn mẫu thiết kế mình ưng ý luôn. Nhà mình tọa lạc trong khu nhà xây dựng cao tầng gồm 30 căn, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Đó, đường trước nhà của mình rộng 6m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà. Từ căn này trải dài ra phía trước là những căn nhà đã bán cho khách hàng mình rồi. Hiện tại đã sinh sống đâu đó cũng khoảng chừng 60% trong khu vực này. Một vị trí tương đối đẹp, trục đường huyết mạch Quang Trung nha cả nhà. Đó, một căn nhà thiết kế tương đối thoáng luôn. Nhà mình thuộc hướng chính hướng Tây Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 13m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 7 tỷ 200 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Trong này là mình có những căn hướng đông nam, hướng tây bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Đông Tứ Trạch hoặc là Tây Tứ Trạch luôn nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Căn kế bên thì 3 phòng ngủ, em sẽ chỉnh link video bên dưới bình luận video này để cả nhà mình cùng tham quan thêm. Đó, gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa ra vào, 1 lớp cửa sắt 4 cánh. Bên trong thì 1 lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Tại khoảng không gian khu vực tầng trệt, mình ốp đá cao phun mặt lên trên luôn nè cả nhà. Nhìn tương đối sang luôn. Và ra vào là bằng khóa bát thẻ từ vân tay. Thiết bị vô cùng xịn luôn nè. Dạ. Đó. Đây. Và Hằng Ni đang có mặt tại khoảng không gian khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Phòng khách liên thông vào bên trong đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Mẫu kiến trúc hiện đại nè cả nhà. Khu vực này mới thay đổi được xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe bán tải tương đối thoải mái. Gia chủ thiết kế cho mình hai phía bên thành tường ốp những cái lam rổ, những cái phiêu chỉ nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Bên dưới gạch là gạch bóng kiến, chống trầy chống chân chợt 60 1m2, tâm chỗ đội là màu kem. Đó, trải dài liên thông vào bên trong, một không gian tương đối rộng và thông thoáng luôn. Mình có tủ rượu, tủ trưng bày tận dụng tối đa không gian nằm ở dưới chân cầu thang nè. Nét chưa? Gia chủ thiết kế cho mình phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau, có sofa, bàn trà đầy đủ và hoàn thiện. Khoảng này thông tầng nhìn lên bên trên. Đó, bên trên mình có trần chìm giật cấp, đèn led âm trần, mảng tường khu vực kệ tủ tivi của mình được gia chủ mình ốp những cái tấm làm nhựa da gỗ nữa cả nhà. Tông chỗ đại là màu trắng, màu xám, nhấn nhá làm điểm nhấn. Và di chuyển về không gian phía cuối ngôi nhà được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời, lén sáng trực tiếp cho ngôi nhà vào ban ngày cũng như là lượng gió trời lưu thông. Mình có những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn, và toilet sử dụng tại tầng trệt nè, dành cho khách khi đến chơi nhạc là gia đình mình sử dụng, có bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn, và lavabo đun sôi đầy đủ và hoàn thiện luôn nè cả nhà. Đó, và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho em với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Cho một căn nhà phố ngang 4, chiều sâu là 13m, khuôn đất của mình công nhận đủ, phân khúc cho bán 7 tỷ 200 triệu đồng đã sổ được ngôi nhà này. Vào mình thương lượng giá dưới 7 tỷ thoải mái nha cả nhà. Đó, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, pháp lý hoàn thiện. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực cái tầng bên trên để tham quan. Gia chủ dành hẳn riêng tầng lửng làm không gian bếp, tương đối rộng rãi và thông thoáng.
Thang bộ được gia chủ mình ốp đá ma bồ có đèn lấy chiếu sáng bên dưới, tay vịn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cũng như lan can sử dụng bằng cho mình là kính cường lực nè, nhìn vô cùng sang xịn mịn luôn. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực bếp đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện dành thẳng nghiêng trên tầng này. Bước vào là một cái không gian phải nói là tương đối rộng và thông thoáng luôn cả nhà. Mình có bộ bàn ăn 6 ghế nè, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường. Đẹp chưa? Kết hợp chất liệu gỗ nè, khung kính cường lực kết hợp với khung bao bọc bằng khung nhôm, có tủ lạnh lớn hai cánh cũng như là phụ kiện bếp đầy đủ và hoàn thiện. Đó. Ngôi nhà này chúng ta mua về chỉ cần xách vali vỡ nha cả nhà. Gia chủ đã trang bị cho mình đầy đủ nội thất, mảng tường khu vực bàn ăn nè, ốp những cái tấm lam rổ, rồi những cái tấm nhựa PVC, đèn led chiếu sáng, nhìn tương đối lung linh luôn. Và đặc biệt là không gian này gia chủ có thiết kế cho mình một cái ban công trổ ra bên ngoài nữa chứ. Khu vực trồng cây, trồng hoa nè cả nhà. Đây, có vòi nước, vòi tưới nước phía trước luôn nè, hợp lý chưa? Đó, căn bên này cũng đang rao bán luôn nha cả nhà. Quá là nét cho một căn nhà phố luôn. Hiện tại Hằng Lê đang quay vào buổi tối, cũng đâu đó cũng khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi. Cho nên những căn nhà phía trước bàn giao khách hàng thì cư dân mình cũng tắt đèn cũng gần hết rồi đó cả nhà. Một khu vực tương đối đẹp luôn, ở đâu đó cũng trên 60% rồi. Trong này những căn nhà phố cũng đã bán gần hết rồi, chỉ còn một số căn để cả nhà mình lựa chọn. Cho phân khúc giá bán 7 tỷ hơn, tại trục đường huyết mạch Quang Trung, di chuyển đi đâu cũng tiện. Đây, em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà giá bán tốt nhất cho căn nhà phố ngang 4 dài 13m nha cả nhà. Gia chủ đang rao bán là 7 tỷ 200 triệu đồng nha cả nhà. Phân khúc giá bán 7 tỷ hơn, vào thương lượng dưới 7 tỷ tương đối thoải mái. Và em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan nè. Gia chủ thiết kế cho mình bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, đầy đủ trong đại gia đình của mình đông thành viên khi mà an cư sinh sống. Đó, phòng ngủ phía trước nè, mình có đầy đủ luôn, toilet sử dụng riêng bên trong, gia chủ đã thiết kế cho mình hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ bọc nệm, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm. Đó, mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ sử dụng cho mình là giấy dán tường cả nhà, tranh treo tường, rồi phía trước là có ban công trổ ra bên ngoài, rèm màn cửa đầy đủ luôn. Đó, tủ quần áo đựng nóc lên trên luôn nè. Đây, tủ quần áo trải dài luôn á, tường đói to và thoáng luôn nha cả nhà. Và mình có mỗi phòng như vậy là toilet sử dụng riêng bên trong, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện nè. Phòng vệ sinh, lavabo đun sôi và tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn, nhấn nhá cho mình bởi hai cái màu gạch khác nhau. Và di chuyển tiếp tục không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau, cũng được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Mình có một cái ô cửa kính nè, có rèm màn cửa kéo xuống che chắn lên nha cả nhà, không gian kín đáo hơn. Và có một cái ô cửa sổ mở khu vực kiến trời nằm ở cuối nhà. Phòng phía sau thì tương đối thoáng và thoải mái luôn á. Đó, mình có giường ngủ, tủ quần áo. Đây, gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng, cũng như là bàn trang điểm, kệ tủ tivi, toilet sử dụng riêng bên trong, đầy đủ các trang thiết bị nha cả nhà. Bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, gạch ốp cao phun trần lên trên. Đó. Và cùng Hằng Ly chúng ta lại tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ, để nhà Hằng Ly quay là 2 phòng ngủ bên dưới rồi. Di chuyển lên trên thì 2 phòng ngủ cũng giống tầng này. Gia chủ thiết kế cho mình một cái bàn trà, ghế ngồi ở đây nè, ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê tương đối hợp lý luôn á. Đó. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước, cũng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có tủ quần áo, kệ tủ tivi, ban công, rèm màn cửa hai lớp trổ cái bên ngoài. Bên trong phòng ngủ của mình nè, giường ngủ bọc nệm bồn. Đây, bàn trang điểm, hệ tủ tách đầu giường. Mảng tường này được gia chủ mình sử dụng cho mình là dán giấy dán tường đó cả nhà. Ban công trổ ra phía trước khu vực trồng cây, trồng hoa. Đối diện nhà mình là những căn nhà đang xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện nữa nè. Căn này rồi còn một lô đất ở đây nữa. Còn bên đây là một căn nhà phố đã hoàn thiện rồi nè cả nhà.
À, hôm trước thằng này có quay rồi. Em sẽ chèn link những căn nhà còn lại bên dưới bình luận để cả nhà mình cùng tham quan thêm trong khu nhà này thuộc trục đường huyết mạch Quang Trung. Mỗi phòng được gia chủ mình đã lắp sẵn máy lạnh cho mình. Đó, toilet sử dụng riêng bên trong. Bên trong toilet của mình nè, vòi tắm hoa sen đứng, đầy đủ các trang thiết bị, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi. Gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni là tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư để tham quan ngôi nhà. Cái cửa ra vào của mình đó là gia chủ mình sử dụng cái lõi là của An Cường nè. Cái màu kính nhìn đẹp ha, những cánh đèn chiếu rọi xuống nhìn vô cùng sang luôn á. Phòng ngủ thứ tư thì giống tương đồng giống tầng bên dưới nha cả nhà, về diện tích không gian sử dụng nhưng mà thiết kế cái giường ngủ hơi khác một tí thôi. Đó, mình thiết kế đổi qua cái giường tầng. Có giường ngủ nè, rồi bên trên một cái thêm một cái giường mini nữa. Nhà này dành cho cặp bé trai bé gái trong gia đình thì tương đối phù hợp, có bàn học luôn cả nhà. Ô cửa sổ mở khu vực giếng trời là tương đối thông thoáng. Hoặc là cả nhà mình á, nếu mà nhà mình đông thành viên là người lớn không á thì mình không cần sử dụng giường này, hàng này sẽ đổi với chủ nhà của mình, đổi lên một cái giường bình thường cũng được luôn, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đây cũng là tủ quần áo. Đó, sử dụng cho mình chất liệu gỗ An Cường, có đèn led chiếu sáng bên trong, kính cường lực, khung bao bọc bằng khung nhôm và toilet sử dụng riêng bên trong nhà phòng này cả nhà, cũng đầy đủ hết rồi. Đang trong quá trình hoàn thiện và em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan nữa. Bên trên này là mình còn đang dọn dẹp một số vật dụng nữa nè, chưa có dọn xong, vừa mới lên sóng hàng đi kéo quay để cả nhà mình cùng tham quan. Trong khu nhà này thì bán cũng gần hết rồi nha cả nhà. Cả nhà mình vào quan tâm thì mình lựa một căn nhà ưng ý nhất. Và bên trên không gian khu vực lầu thứ ba được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời, nơi lấy sáng lấy gió nè, cũng như là ban ngày đều ánh sáng tự nhiên, những khung sắt bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn. Mình sẽ có không gian khu vực phòng thờ ông bà tổ tiên tại đây, thì theo phong tục tập quán của gia đình mình. Đó, gia chủ thiết kế cho mình hoàn thiện có ô cửa kính, cũng là cửa đi di chuyển ra bên ngoài luôn. Đó, họ không gian tương đối sử dụng thông thoáng và thoải mái. Và tại đây nữa là mình sẽ có nơi giặt sấy nè cả nhà, ống cấp thoát nước để máy giặt máy sấy, và mình có ban công sân thượng phía sau. Đây khu vực trồng cây trồng hoa, hoặc là cả nhà mình để máy giặt ngoài này cũng được. Gia chủ đã thiết kế cho mình hoàn thiện một cặp nhà phố với cả nhà. Căn này hoặc là căn kế bên, mình vào mình lựa căn nào cũng được. Đó, ở ngoài này cũng thiết kế cho mình cái dây cấp thoát nước luôn nè. Bên trên là nơi đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và di chuyển tiếp tục không gian khu vực sân thượng phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Ra đây mình nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, để thêm bàn trà, ghế ngồi nữa, gia chủ đã trang bị sẵn cho mình rồi. Nơi chỗ chức tiệc nướng BBQ. Khu vực bên đây là khu vực trồng cây, trồng hoa, là khu vực tiểu cảnh mini nè. Đây, bên trên mình trồng cây, nhìn hay ha. Một khu vực tương đối an ninh luôn. Cả nhà vào đây thì nằm ngay vị trí trục đường Quang Trung, một khu xây dựng mới. Dân cư mình ở tương đối an toàn luôn cả nhà. Đó, 30 căn xây dựng đồng bộ, đã ở đâu đó khoảng chừng 60% rồi. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn, một lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.